Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian, trở về thời điểm Thế chiến thứ nhất đang diễn ra ác liệt, để tìm hiểu về một hiệp định bí mật đã định hình nên cục diện Trung Đông trong suốt một thế kỷ qua, Hiệp định six Pico. Thật khó tin khi một thỏa thuận được ký kết cách đây hơn 100 năm lại có thể ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình thế giới ngày nay để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hôm nay, tôi rất hân hạnh được trò chuyện cùng chuyên gia lịch sử Trung Đông, giáo sư Nguyễn Quốc Tuấn. Xin chào Ngọc Mai và quý vị khán giả. Rất vui được tham gia chương trình Khám phá lịch sử hôm nay. Thưa giáo sư Tuấn, tôi từng nghe nói hiệp định Sykes-Picot được ví như đường kẻ trên cát. Vậy cụ thể nó là gì và tại sao lại có cái tên kỳ lạ như vậy? Ngọc Mai có một so sánh rất thú vị đường kẻ trên cát ở đây mang tính chất tượng trưng ám chỉ sự phân chia lãnh thổ Trung Đông một cách khá tùy tiện giữa Anh và Pháp. Nó giống như việc ta vẽ một đường thẳng trên bãi cát vậy, đơn giản và nhanh chóng. Còn về tên gọi, nó được đặt theo tên của hai nhà ngoại giao đã soạn thảo hiệp định này, Mark Sykes của Anh và François Georges Picot của Pháp. À, ra là vậy. Tôi cứ nghĩ nó liên quan đến một địa danh nào đó chứ. Vậy hiệp định này đã phân chia Trung Đông như thế nào, thưa giáo sư? Hiệp định này được ký kết bí mật vào năm 1916 giữa lúc Thế chiến thứ nhất đang diễn ra. Nó chia khu vực Trung Đông, khi đó thuộc đế chế Ottoman thành các vùng ẩn của Anh và Pháp. Phía Bắc bao gồm Liban và Syria thuộc về Pháp. Phía Nam gồm Palestine, Transjordan và Iraq thuộc về Anh. Ồ, vậy là họ chia nhau như chia bánh vậy sao? Nhưng tôi được biết người Ả Rập cũng tham gia vào cuộc chiến chống Ottoman. Vậy quyền lợi của họ thì sao? Đúng là người Anh đã hứa hẹn với người Ả Rập về một nhà nước độc lập nếu họ giúp lật đổ Ottoman. Nhưng thực tế, thỏa thuận sykes pico lại đi ngược lại lời hứa đó. Một sự mâu thuẫn ngay từ đầu đã được cài cắm. Thật sao? Vậy là Ả Rập đã bị lừa dối à? Điều này thì thật phức. Chính xác. Và sự bội tín này đã gieo mầm mống cho rất nhiều xung đột sau này ở Trung Đông. Hãy tưởng tượng bạn chiến đấu vì một lời hứa nhưng cuối cùng lại bị phản bội. Cảm giác đó chắc chắn rất tồi tệ. Chắc chắn rồi. Vậy hậu quả của hiệp định này kéo dài đến bao giờ, thưa giáo sư? Hệ thống Sikpikho đã tồn tại khá lâu, được duy trì bởi Anh, Pháp và sau này là Mỹ. Tuy nhiên, sau cuộc chiến Iraq năm 2003, Mỹ bắt đầu rút lui khỏi khu vực, khiến hệ thống này lung lay và cuối cùng sụp đổ. Những bất ổn ở Syria, Iraq, Liban chính là hệ quả trực tiếp của sự sụp đổ này điều này thật đáng buồn về tương lai trung trà sao anh giáo sư tương lai của trung đông phụ thuộc vào cuộc chiến giữa các cường quốc trong khu vực như iran và ả rập xê út cũng như sự can thiệp của các nhóm tôn giáo tình hình rất phức tạp và khó lường nghe thật đáng lo ngại giáo sư có thể nói rõ hơn về vai trò của các nhóm tôn giáo trong cuộc chiến này không các nhóm như hezbollah dòng Shia và nhà nước Hồi giáo IS, dòng Sunni đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến giành ảnh hưởng tại Trung Đông. Họ được hậu thuẫn bởi các cường quốc khu vực và có ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị, xã hội tại đây. Ngọc Mai có thể tưởng tượng, giống như một ván cờ vậy, mỗi nhóm tôn giáo là một quân cờ, được điều khiển bởi các cường quốc đứng sau. Một ví dụ rất hình tượng. Vậy theo giáo sư, liệu có giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng này không? Giải pháp duy nhất là hòa giải và đàm phán giữa các bên liên quan. Tuy nhiên, con đường này còn rất dài và đầy trông gai. Và càng kéo dài, người dân Trung Đông càng phải chịu đựng nhiều đau khổ. Qua những chia sẻ của giáo sư, tôi thấy được bức tranh toàn cảnh về Hiệp định Sispico và những hệ lụy của nó đối với Trung Đông. Một thỏa thuận bí mật được ký kết cách đây hơn 100 năm nhưng vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới ngày nay. Thật đáng suy nghĩ. Cảm ơn giáo sư Nguyễn Quốc Tuấn đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức quý báu này. Và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả. Hẹn gặp lại.